khu vực bầu cử này, cô chú anh chị, ở trong chỗ triển lãm ảnh. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Em đang có mặt ở con dốc Nguyễn Biểu, con dốc Nhà Làng. Thì buổi sáng ngày hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2021. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi thăm lại một số tuyến đường cũng như là cảnh bà con mình buôn bán buổi sáng thì như thế nào. Cụ thể là con đường Trương Công Định, rồi sau đó em sẽ di chuyển về Phan Đình Phùng, và cuối cùng là con đường Hai Bà Trưng. Và cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi sáng an lành. Nhà số 142 thì đằng trước thì chúng ta thấy là bán cá nướng, cơm lam, thành long. Trên thì rất là cũ rồi, mái ngói thì rất là cũ. Chúng ta thấy một dãy ở bên này là 142A. Bên này thì chúng ta thấy hủ tiếu Tàu Cao, tiệm mì Tàu Cao cũng rất là ngon. Giá thì bữa nay 50.000 một tô. Bên trong thì có tóp mỡ, hành cháy rất là thơm ngon. Có một anh thì đang gói mang về. Ở đây là số 148. Chúng ta thấy là bên này thì có quán cà phê, khách sạn Giò Chả Hương Quang thì nằm ở đây. Bên trước thì chúng ta thấy Giò Chả Hương Quang, còn bên này thì có một cái hẻm nhỏ đi vào, vẫn còn một cái cửa sắt khá là cũ kỹ của chú anh chị. Thì bên trong thì là lò bánh mì. Đây là số 150. Phía trước màn hình cô chú anh chị và các bạn, ở đây là hủ tiếu Tàu Cao. Đối diện thì chúng ta thấy nguyên một dãy nhà từ 142, từ cái quán cà phê Trung Thành thì chạy tới khu vực này. Cũng theo yêu cầu của một cô chú bác anh chị và các bạn ở trên kênh, thì có yêu cầu em chia sẻ lại căn nhà số 142. Thì ngày hôm nay thì mọi thứ đã thay đổi rất là nhiều, khách sạn mọc lên cũng như là cửa hàng. Đối diện số 142 thì chúng ta thấy tiệm mì Tàu Cao. Cảnh bà con mình buôn bán hoa ở khu vực con đường Phan Đình Phùng.
hoa rất là nhiều loại nè. Bữa nay thì có hoa salem, hoa bơ, rồi đang cân ký, hành, hành cũng đang cân ký. Bên này thì mặt hàng nông sản rất là nhiều, như là khoai, rồi bí nè, chuối. Cảnh bà con mình buôn bán buổi sáng thì cũng khá là tấp nập cô chú anh chị ha. Xà lách son, hành, rồi dưa leo. Ở đây là khu vực phường 2, con đường Phan Đình Phùng. Ban ngày thì ở vị trí này có một chỗ bán bún bò, cũng như là bán sữa đậu nành. Rồi bên này thì trái cây, rất là nhiều các loại trái cây, cũng như là bông hoa. Bánh, bánh tiêu. Bánh tiêu thì được làm từ bột mì, xong rồi rắc mè lên, được cán rất là khéo léo, xong rồi chiên. Bánh tiêu thì có nguồn gốc từ người Hoa, cũng như là bánh bò. Đây chiếc xe chở hải sản. Hải sản thì được ướp lạnh, bỏ vào những cái thùng đá rồi mang đi. Ở đây là rau này, rồi sả. Có khui đang lửa. Ở đây thì người ta để những cái bao, ai mua thì có thể là người ta sẽ lấy bao ra để mà lựa, lựa xong rồi đi cân, cân ký. Bên này thì cũng có nhiều mặt hàng rau buổi sáng tươi sống quá nè. Bún. Ở đây là con hẻm nhỏ nhà làng, thì em sẽ đi lên mời cô chú anh chị và các bạn lên xe, để em đưa cô chú anh chị và các bạn đi lên con dốc nhà làng. Vào buổi sáng thì khu vực này nó rất là yên bình, gần như là không có ai ra ngoài vào giờ này. Bà con mình thì vẫn chưa có ngủ dậy. Ở dưới con dốc thì có bán bánh canh này. Bánh canh thì rất là ngon. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy là vẫn chưa có khách. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển về hướng con đường Trương Công Định, con dốc Minh Mạng ngày xưa. Bữa nay dốc ở đây vắng quá. Em sẽ di chuyển qua khu vực Tăng Bạc Hổ, quán sữa bà Tánh này. Mở cửa thì cũng rất là sớm. Buổi sáng thì bán bún bò, bún riêu, còn buổi tối thì bán sữa. Bên này thì bánh canh thi. Nói đến bánh canh thì trên con đường Tăng Bạc Hổ này có rất là nhiều, có hàng chục cái quán bánh canh. Bên này hồi xưa là nhà sách, ngày hôm nay thì người ta đã sửa chữa lại. Phía trước cô chú anh chị và các bạn ở đây là khu Hòa Bình. Thì trong ngày hôm nay thì bà con mình đi bầu cử. Các cái kiosk ở đây thì giờ chưa có mở cửa. Và bây giờ em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn về thăm lại dốc Minh Mạng. Và chúng ta sẽ tiến xuống con đường
Trương Công Định. Bây giờ thì bà con mình mới mở cửa này, bán đồ điện. Sáng hôm nay thì rất là vắng luôn. Bây giờ là 7 giờ hơn rồi. Cửa hàng thì bây giờ chưa mở cửa, cũng rất là nhiều. Và cũng theo yêu cầu của một cô chú anh chị và các bạn, cũng có nhờ em quay lại căn nhà số 55. Ở đây thì có giày tiếu này, uy tín và chất lượng. Ở đây thì có một cái con hẻm nữa đi vào trong bên hông của mặt nhà. Đây là số 29. Có một cô bán xôi ở đây, ngày nào cũng đứng ở đây bán, không biết thì có bán được hay không. Ở đây là con dốc chúng ta đi về Phan Đình Phùng, thông với dốc nhà làng. Số 41 thì một cái cửa hàng làm đẹp. 45 thì ở đây. Ở đây thì chúng ta thấy là 49C. Đối diện ở đây thì có khu vực Nguyệt Vọng Lầu. Ngày xưa thì bán chè ở đây rất là ngon. Ở đây thì người ta đang sửa lại căn nhà của Pháp ngày xưa này. Số 67. Chúng ta sẽ đi dọc xuống khu vực Trương Công Định này ha. Phía dưới thì có rạp Ngọc Hiệp. Ngày nay thì không còn nữa cô chú anh chị. Rạp Ngọc Hiệp thì cũng nổi tiếng cùng thời với rạp Ngọc Lan. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, em đang có mặt ở con đường Hai Bà Trưng. Và phía trước cô chú anh chị và các bạn thấy đây là căn nhà số 159. Hiện tại là một cái khách sạn Quang Chiến, nằm ở địa chỉ 159 con đường Hai Bà Trưng, Đà Lạt. Khách sạn thì hôm nay cũng có khách du lịch nè. Buổi sáng thường thường thì trên con đường này cũng có một số cô chú anh chị đi bán bánh mì ở ven đường, ở dọc đường này. Bánh mì thì có nhiều loại, bánh mì chả rồi bánh mì xíu mại, nhưng mà đa số nhất là bánh mì thịt nướng với giá là 15.000 một ổ. Có một bác lớn tuổi thì đang chờ xách những bịch rác ra ngoài để ở ngoài vỉa hè này. Một quán gốc, đặc biệt là ốc, chuyên bán ốc, thì cũng có chi nhánh rất là nhiều ở con đường Hai Bà Trưng. Và tới cái vị trí này thì em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn, em sẽ kết thúc clip tại cái vị trí này. Xin chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị và các bạn rất là nhiều đã cùng đồng hành, quan tâm theo dõi. Và xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo ở trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.